một bệnh nhân mã tay cơ được phẫu thuật ghép cả hai tay. Tin từ mã tay cơ, 2 năm sau khi mất cả hai cánh tay vì bỏng nặng, một người đàn ông 53 tuổi ở mã tay cơ hiện đang trở lại với cuộc sống bình thường nhờ một đôi tay ghép. Hai cánh tay của Rabrio Granados đã bị cắt cụt từ cùi chỏ trở xuống sau một vụ bỏng điện. Tuy nhiên, vào tháng 5 năm 2012, một nhóm gần 20 chuyên viên y tế đã cùng thực hiện một cuộc phẫu thuật dài tới 17 tiếng đồng hồ để ghép cho Granados hai cánh tay được quyên tặng bởi một nạn nhân đã tử vong. Đây là lần đầu tiên một cuộc phẫu thuật như thế này được diễn ra ở châu Mỹ Latin. Sau khi trải qua một thời gian điều trị, ông Granados hiện đã có thể phục hồi phần lớn các cử động cơ bản của cánh tay mới. Để có thể phục hồi toàn bộ các động tác và giảm thiểu sự cứng nhắc của đôi tay, quá trình điều trị của Granados sẽ được chia thành nhiều đợt và kéo dài trong ít nhất là 2 năm. Đã hơn 18 tháng trôi qua kể từ cuộc phẫu thuật được hoàn tất, cơ thể của Granados hiện đã bắt đầu phản hồi tích cực với đôi tay mới. Tuy nhiên, theo chuyên gia phẫu thuật Martin Iglesias cảnh báo, hệ miễn dịch của cơ thể vẫn có thể đào thải những bộ phận mới sau khi một thời gian dài cấy ghép. Mặc dù đã thành công trong cuộc phẫu thuật ghép tay nói trên, tuy nhiên các ca phẫu thuật tương tự sẽ có thể bị hạn chế trong tương lai, với nguyên nhân chính là do sự khan hiếm của các bộ phận hiến tặng. Theo thống kê sơ bộ, số người đang chờ đợi được cấy ghép bộ phận mới hiện lên tới 18.000 người. Theo ước tính của cơ quan y tế, trên toàn thế giới hiện chỉ có 71 bệnh nhân từng được cấy ghép tay thành công, trong đó phần lớn là những ca phẫu thuật được thực hiện tại Trung Quốc.